Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta vào từng học số 2, trang số 6 của quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Chúng ta sẽ học phần chính tả trước. Câu thứ nhất, viết vào chỗ trống trong bảng. Các con hãy nhìn vào đây, có một cái tấm bảng. Và câu A, từ ngữ chứa tiếng có vần U, E, chờ ớt mẫu như là, cô có nè, cái tiếng đó là ngợt, ngoạt. Rồi, các con hãy tìm cái tiếng nào đó mà có cái vần U, E, chờ ớt. U, E, chờ ớt này các con điền tiếp vào cho cô. Cô đã có một cái mẫu như là ngợt ngoạt rồi. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ để điền vào. Cô ví dụ như là rỗng tuếch. Rỗng nè, tuếch. Tờ U Ê chờ ớt rỗng tuếch. Rồi, trống tuếch. Rồi, gì nữa các con? Khuất khoát. G U E chờ ớt. Khuất khoát. Rồi, toạt toạt hay là bọc toạt. Tờ U E chờ ớt. Tờ toạt. Đó. Rồi, các con đã thấy cô ghi hết cái chỗ trống rồi. Ta chuyển sang câu B. Từ ngữ chứa tiếng có vần U, I, U. Mẫu cô có ngã, khuỵ. Tiếp theo, ví dụ như là cái khuỵ tai. Khuỵ tai. Rồi, khúc khỉu. Khúc khỉu. Khúc. Rồi, các con đã. Câu số 2. Câu số 1 cô đã hoàn thành xong rồi. Chúng ta chuyển xuống câu số 2. Các con chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Mình chọn cái chữ này nè, trong cái ngoặc đơn xấu hoặc là xấu. Rồi các con đặt cái chữ đó vào những cái chỗ trống ở dưới đây. Cô có ở dưới đây là cây. Cây gì? Cây xấu, có cái trái xấu đó, cây xấu. Còn cái này cái viết cái chữ, chữ xấu. Rồi, chúng ta ghi vào đây, cây là cây xấu. Đây, cái tiếng xấu ở trên đây chúng ta ghi vào. Chữ xấu sờ. Cây xấu, chữ xấu. Sang bên đây ta có căng và căng. Kiêu căng, căng dặn. Kiêu căng là căng có G. Rồi căng dặn. Xuống dưới đây chúng ta cũng làm tương tự. Sẻ hoặc là sẻ. Sang gì các con? Sang sẻ. Sờ, e xe, hỏi sẻ. Sẻ gỗ. Sẻ gỗ.
nhằn hay nhằn, nhọc nhằn, lằn nhằn. Nhọc nhằn là nhằn không có g. Lằn nhằn, nhờ là nhằn có g. Ta xuống dưới đây, sắn hay sắn. Rồi mình sắn cái tay áo, còn bên đây là củ sắn. Mình sắn cái tay áo lên đó các bạn, củ sắn. Sang bên đây, vắng hay là vắng. Vắng mặt, vắng tắt. Vắng mặt là vắng có g. Rồi vắng tắt là vắng không có g. Cô chuyển sang phần luyện từ và câu. Câu 1, tìm và viết vào chỗ trống các từ. Câu A, chỉ trẻ em. Chỉ trẻ em thì cô có cái mẫu, chúng ta nói là thiếu niên. Rồi cái từ nào chỉ trẻ em nữa các con? Như là nhi đồng. Cô viết vào đây là nhi đồng. Nhi đồng. Đó, từ nhi đồng cũng là chỉ trẻ em. Rồi con nít. Con nít cũng là chỉ trẻ em. Rồi trẻ em. Rồi trẻ con. Đó. Câu B, chỉ tính nết của trẻ em. Tính nết của trẻ em như là gì các con? Ngoan ngoãn nè, rồi nhanh nhẹn nè, trẻ em thì thường ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Rồi gì nữa các con? Hiếu động. Rồi lanh lẹ. Xuống dưới câu C, chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. Bây giờ mình sẽ viết cái từ nào mà chỉ cái tình cảm hoặc là cái sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. Ví dụ như là yêu thương nè. Rồi gì nữa các con? Nựng nịu. Nựng nịu. Rồi dạy dỗ. Ân cần. Bảo ban. Đó. Cô chuyển xuống câu 2. Câu 2, các con gạch một gạch. Đây chúng ta gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì. Và có con gạch hai gạch. Hai gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi là gì trong mỗi câu dưới đây. Bây giờ câu A, cô có thiếu nhi là măng non của đất nước. Như vậy bây giờ chúng ta tìm cái từ nào, chúng ta gạch một gạch, gạch một gạch á với cái câu trả lời câu hỏi ai, cái gì hay con gì. Đó, cô thấy là có từ thiếu nhi nè. Thiếu nhi.
hai thiếu nhi. Rồi chúng ta tìm tiếp trong câu này xem chúng ta gạch được mấy gạch nữa. Là măng non của đất nước. Rồi măng non của đất nước thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là măng non của đất nước thì chúng ta sẽ gạch hai gạch. Là măng non của đất nước. Rồi thiếu nhi là ai? Ai? Rồi thiếu nhi chúng ta sẽ gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời là gì. Thiếu nhi là gì các con nè, câu hỏi nè là gì? Là măng non của đất nước thì chúng ta sẽ gạch hai gạch. Sang câu B, bây giờ chúng ta sẽ gạch ai? Chúng em một gạch. Rồi là học sinh tiểu học, chúng ta sẽ trả lời là ai, là gì? Chúng ta sẽ trả lời là chúng em là học sinh tiểu học. Như vậy học sinh tiểu học ta sẽ gạch hai gạch. Câu C, chích bông là bạn của trẻ em. Như vậy chích bông một gạch, là bạn của trẻ em, cô gạch hai gạch. Ta chuyển sang câu số 3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây. Câu A, cô có từ cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. Bây giờ các con đặt câu hỏi cho cái từ này, cây tre. Xuống đây chúng ta sẽ gạch đầu dòng, chúng ta ghi lại và ta đặt câu hỏi nè. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. Chúng ta sẽ đặt lại câu hỏi, cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam? Cô ghi vào, cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam? Câu B, thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của tổ quốc. Bây giờ các con cũng đặt câu hỏi, ai là những chủ nhân tương lai của tổ quốc? Đặt câu hỏi với từ thiếu nhi, ai là những chủ nhân tương lai của tổ quốc? Chúng ta đã xong câu số 3. Ta còn câu C nữa. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. Bây giờ ta sẽ đặt câu hỏi với cái tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. Ta sẽ đặt câu hỏi là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là gì? Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là gì? Và các con nhớ khi chúng ta đặt câu hỏi, bây giờ cô sẽ chấm hỏi, khi đặt câu hỏi là phải có dấu chấm hỏi cuối câu. Đó, bên đây cũng vậy. Cô chuyển xuống phần chính tả. Các con tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây. Chọn làm bài tập 1 hoặc 2. Câu số 1. Cô có cái từ sét, cái tiếng sét.
Bây giờ chúng ta sẽ viết vào cái chỗ trống này nè, những cái tiếng có thể ghép vào trước cái tiếng sét hoặc là sau cái tiếng sét. Đó. Mỗi tiếng như đây. Rồi. Ví dụ như là cô có sét nè. Bây giờ mình có từ sét nét đi. Sét nét. Sét nét thì các con đó, sét đứng trước nè, rồi xuống đây cô có nè, xem sét thì sét đứng sau, cũng đúng luôn, không sao hết. Rồi xét xử, bên đây cô có xét, xét xét này là sấm sét nha các con, sấm sét nè, sấm sét. Rồi đất sét. Rồi gì nữa? À, cái tiếng sét. Bên đây là xào, xào, lào xào. Xào sạc. Rồi xào nấu, nấu nước các con, xào nấu, nấu thức ăn. Rồi bên đây cô có tiếng xào, xào này là cây xào, cây xào. Rồi xào, xào đất, xào đất, công đất, một xào đất. Xào huyệt. Sang bên đây cô có cái tiếng sinh, à tiếng sinh như là xinh xắn nè, xinh xắn. Xinh xinh hay là xinh đẹp. Rồi bên đây cô có tiếng sinh, sinh sờ, sinh sản, sinh sôi. Rồi sinh lợi, sinh lời đó. Các con chọn làm bài 1 hoặc bài 2. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm câu 2 luôn. Cô có gắn nè, thì chúng ta sẽ có từ gắn bó nè, rồi hàng gắn nè, rồi gắn kết nè. Bên đây gắn như là gắn, gắn có g là cố gắng. Rồi gắn sức. Gắn gượng. Số này cô có cái tiếng nặng, nặng, à, nặng, ăn, nặng, 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 ăn, nặng, 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 nặng tượng, mình nặng cái bức tượng. Rồi nhào nặng. Nặng, nặng ốc. Bên này nặng có g như là nặng nề, nặng nhọc. Nặng nhọc, nặng nề hay là nặng nặng. Xuống dưới đây cô có tiếng khăn, án là ăn như là khăn tay, cái chiếc khăn tay, khăn tay. Khó khăn. Rồi
gói. Tiếp theo, khăn á ngợi ăn. Ví dụ như là khăn khăn, khăn khích này nè. Chơi khăn. Khăn khăn. Khăn khích. Rồi. Chơi khăn. Rồi, phần chính tả của cô đã xong. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tập làm văn. Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây. Bây giờ các con điền vào những cái chỗ trống này nè để chúng ta phải hoàn thành cái đơn xin vào đội. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Bây giờ các con ở đâu chúng ta sẽ ghi vào phía trước này, xong rồi ngày, tháng, năm. Cô ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh. Cô ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ ghi là thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày, ngày bao nhiêu? Ngày mà các con làm cái bài này, ngày bao nhiêu chúng ta sẽ ghi vào ngày 27 tháng 7 năm 2021. Đơn xin vào đội. Kính gửi. Kính gửi ai? Kính gửi ban chỉ huy. Liên đội trường. Trường tiểu học. Các con học trường nào chúng ta ghi vào. Cô ví dụ trường tiểu học Tam Đông. Rồi. Em tên là, các con tên là gì? Chúng ta ghi vào. Chúng ta tên là gì, các con ghi vào. Cô ví dụ các con tên là Trần Thị Như Mai. Rồi sinh ngày 27 tháng 12 2015. Các con học sinh lớp 3A, trường tiểu học Tam Đông. Rồi, nội dung là gì? Chúng ta sẽ ghi vào đây. Sau khi được học điều lệ. Sau khi được học điều lệ. Và lịch sử. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em thấy đội là tổ chức tốt nhất.
để rèn luyện thiếu niên. Trở thành người có ích. Cho đất nước. Rồi, em làm đơn này. Xuống dưới đây, em làm đơn này. Xin đề nghị. Ban chỉ huy liên đội trường. Tiểu học. Tam Đông. Cho em gia nhập vào đội. Vào đội thiếu niên tiền phong. Hồ Chí Minh của trường. Được vào đội. Em xin hứa. Chấp hành mọi điều lệ. Của đội. Rồi. Rất mong được sự chấp nhận của ban chỉ huy liên đội. Chỉ huy liên đội. Rồi. Em xin trân trọng cảm ơn. Người làm đơn. Các con tên gì, chúng ta sẽ ghi vào đây các con tên gì, rồi chúng ta ký tên. Trần Thị Như Mai. Bài học tuần 2 của cô đến đây đã kết thúc. Các con hãy nhớ ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những bài học từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những cái bài học lần sau.